Chính phủ Đức hôm mùng 2 tháng 8 ra thông cáo nói họ yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức gửi cho VOA nói, chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ và yêu cầu xin tị nạn của ông ấy được xem xét thấu đáo. Chính phủ Đức cũng yêu cầu một người đại diện của mật vụ Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ nữa sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc một cựu lãnh đạo ngành dầu khí ở Berlin. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra hôm mùng 2 tháng 8 cho biết chính phủ Đức không nghi ngờ gì rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam và mật vụ có dính líu vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nói trong thông cáo rằng vụ việc này có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ giữa hai nước. Ông Schäfer gọi đây là một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn. Theo thông cáo này, đại sứ Việt Nam ở Đức đã bị triệu tập hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 8. Trước khi thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức được đưa ra, một công tố viên ở Berlin hôm mùng 2 tháng 8 cho VOA biết rằng cảnh sát Đức đang điều tra một vụ bắt cóc gần đây và khẳng định người bị bắt cóc là công dân Việt Nam. Trước đó, trong cùng ngày, nhật báo TASS của Đức có đăng bài viết về thông cáo của cảnh sát Berlin nói rằng họ đang điều tra một vụ bắt cóc một cựu quan chức chính phủ Việt Nam có tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra ngày 23 tháng 7 tại một công viên ở trung tâm của thủ đô nước Đức. Khi được VOA hỏi phản ứng của Việt Nam về việc cảnh sát và báo chí Đức đưa tin vụ bắt cóc này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói ông đang bận họp và chưa thể trả lời. Theo tờ báo TASS có tên đầy đủ là Die Tages Zeitung, một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin và xác nhận với cảnh sát. Theo lời tường thuật của nhân chứng này, được tờ báo trích đăng bằng tiếng Đức, nạn nhân 51 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang lôi lên một chiếc xe ô tô và được đưa sang một quốc gia châu Âu láng giềng ngay sau đó.